Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ngày 25 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ trao quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư thay ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì lễ trao quyết định. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định số 1616 QĐNSTW ngày 25 tháng 10 của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất cao đồng ý phân công ông Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh toàn đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng. Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng ở trung ương và địa phương. Đặc biệt, với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Trần Cẩm Tú nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư đã được quy định trong quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, cùng Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công việc hàng ngày của đảng, chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc, chỉ đạo phối hợp hoạt động của Bộ Máy Đảng ở Trung ương, đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính trị. Trước mắt, ông tập trung chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Các ông lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ ông Trần Cẩm Tú thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng của đảng. Đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề vào thời điểm cả nước đang tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, ông Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các ông đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đảng và nhân dân. Với khối lượng công việc lớn, ông Trần Cẩm Tú mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ.